Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. 5 tháng sau ngày khởi công, công trường thi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh rộn rã tiếng máy móc, thiết bị, hàng chục mũi thi công đã được triển khai trên toàn tuyến. Cùng với đó, cả ba địa phương đều đang tập trung thi công hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để sớm bố trí cho các hộ dân đã bàn giao đất ở cho dự án. Nhà thầu tổng công ty 319 thi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Công trường dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, đường vành đai 4, đoạn đi qua địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội, cuối tháng 11 đang được tổ chức thi công khẩn trương. Ông Đoàn Viết Thắng, giám đốc điều hành gói thầu số 10 từ quận Hà Đông đến huyện Thanh Oai của tổng công ty xây dựng 319 cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị huy động nhân lực, thiết bị để thi công các hạng mục đào đất, đắp bờ bao khuôn đường, thi công cọc khoan nhồi phấn đấu hoàn thành gói thầu trước kế hoạch 6 tháng. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 6 năm 2023, đơn vị đã huy động máy móc, thiết bị, triển khai hai mũi thi công, đáp ứng tiến độ đề ra. Hiện đơn vị đã nhận được 80% mặt bằng, có mặt bằng đến đâu, nhà thầu triển khai ngay đến đấy, thi công cả ngày cả đêm, ông Thắng nói. Dù giá nguyên vật liệu tăng cao, đơn cử như giá cát đã tăng hàng chục nghìn đồng một mét khối so với thời điểm ký hợp đồng, nhưng đơn vị cố gắng khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 thi công xong gói thầu số 10, vượt kế hoạch 6 tháng. Tại công trường thi công gói thầu số 9 dài 23 km, đi qua địa phận huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức, nhà thầu thi công đang triển khai 5 mũi thi công đường và 3 mũi thi công cầu. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, chủ đầu tư dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành trên địa bàn Hà Nội có tổng chiều dài 58,2 km. Các nhà thầu đã huy động hơn 200 kỹ sư, công nhân kỹ thuật, gần 100 máy móc, thiết bị hiện đại, tổ chức 29 mũi thi công, bao gồm 21 mũi thi công đường và 8 mũi thi công cầu. Đến nay, các nhà thầu đã thi công bóc 126.465 mét khối đất hữu cơ lên khuôn đường, đắp 90.839 mét khối cắt nền đường K95, đang triển khai thi công cắm bắc thấm, cắm cọc xi măng đất xử lý nền đất yếu, thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm cầu qua các sông, ca lồ, nhuệ, tô lịch, khê tang. Tiến độ thi công được bảo đảm, Đến nay, ban quản lý dự án đã giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2023 và được thành phố Hà Nội bổ sung 40 tỷ đồng vốn. Dự kiến sẽ giải ngân hết trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tuy khởi công muộn hơn so với đoạn tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhưng đoạn tuyến đường vành đai 4 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đã được khởi công trong tháng 11. Cụ thể, ngày 10 tháng 11, gói thầu số 1, đoạn tuyến dài 11,5 km thuộc dự án thành phần 2.3 đường vành đai 4 đoạn qua xã Ngũ Thái, thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh đã chính thức khởi động. Đây là